Dạ vâng, em Tuấn ô tô cũ giá rẻ phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Bên em chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả mẫu ô tô cũ đã qua sử dụng. Cửa tiền thì chỉ có khoảng từ 60 triệu cho đến khoảng tầm 500 triệu quay đâu. Đấy thì tất cả mẫu xe từ 2 chỗ ngồi đến 7 chỗ ngồi các bác nhé. Hôm nay thì em mới cập bến một mẫu Hyundai i10 lên sóng báo giá trực tiếp cho các bác tham khảo luôn. Và thông số em này được sản xuất năm 2014, nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc các bác nhé. Và trang bị cho mình động cơ 1.0, số sàn hiện tại mang biển tư nhân miền Hải Phòng 15A42494. Và đăng kiểm dài đến tận tháng 1 năm 2023. Đấy, sơn zin tổng thành bên ngoài của em nó thì như các bác thể quan sát trên màn hình đó, nó mang nước sơn màu trắng ngọc trinh. Đấy thì bên trên trần của nó, nóc của nó các bác nhé, được sơn lớp sơn hoặc là dán lớp đề can màu đen, cho nó có một vài điểm cá tính trông nó khác biệt một chút các bác nhé. Đấy, hiện tại chiếc Hyundai i10 này thì em báo giá luôn cho các bác tham khảo luôn ạ. Là 198 triệu bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển các bác nhé. Đấy thì em sẽ đi xung quanh thân vỏ bên ngoài, tổng thành bên ngoài em nó một vòng cho các bác tiện quan sát về form dáng cũng như là về sơn zin, cũng như là cản trước cản sau, tất cả cánh cửa nó và đường gân con xe cho các bác tiện quan sát luôn ạ. Đấy thì đầu tiên cái phần nắp cabo kết hợp với cả phần cản trước các bác nhá. Phần cản trước này hoàn toàn là nó không bị cong vênh méo mó hay chảy xệ cả các bạn. Nhìn nó form dáng của nó còn rất là đẹp luôn, dường như là nó chưa bị móp méo tí nào phần tôn vỏ ở phía trên này cả các bác nhé, chưa bị móp méo tí tôn vỏ nào cả. Đấy, quá là đẹp luôn này, xuất sắc luôn các bạn. Đấy, toàn bộ hệ thống cản trước nối với thần cả cái phần gọi là nắp cabo của nó. Và tàu Hyundai i10 với cái phiên bản thiếu này thì nó trang bị cho mình không có quá nhiều tính năng option các bạn, nào chỉ có hai phanh đĩa phía bên trước cũng như là hệ thống chống tăng cứng thôi ạ. Và chút nữa em sẽ quay phần bên trong nội thất cho các bác tiện quan sát luôn ạ. Đấy thì em này thì bản thiếu nhưng mà đã nâng đầy đủ hệ thống gọi là bốn cái la răng đúc các nhá, bốn cái la răng đúc vào hệ thống lốp dép được đâu đó khoảng tầm 80%. Nói chung các bác chạy thoải mái 5,5 đó, các bác thay bộ lốp mới đi thì quá là ok luôn. Hệ thống đèn chiếu sáng chính của nó cũng rất là tối giản luôn, hãy sử dụng cho mình hệ thống đèn chiếu sáng là đèn halogen kết hợp đầy đủ hệ thống đèn gầm. Và sơn zin tổng thành bên ngoài thì đương nhiên là rất là bóng bẩy và đẹp rồi. Cản trước cản sau nối thân vỏ khá là đều và khớp nhau luôn, không có bị chảy xệ. Đấy, tổng thành này, những cái đường gân con xe chạy xung quanh cái đường hông của nó các bác nhá, rất là thẳng luôn và đẹp luôn các bạn. Tay nắm cửa nằm trên kính đều được ốp lớp mạ inox bảo quản chống xước chống va đập rồi. Và cả hộp đèn phía sau nữa các bác nhá, cả phần hộp đèn phía sau cũng được ốp mạ inox luôn. Và hoàn toàn nó không có dấu hiệu gì gọi là chấp hơi nước hay là nó bị dập vỡ gì cả. Còn đây là toàn bộ phần gọi là phía sau khoang cốp của nó các bạn này, khoang cốp phía đuôi của con xe các bạn này, nhìn nó vuông vắn và rất là đẹp luôn. Em này trang bị cho mình một hệ thống gọi là cái camera lùi đầy đủ luôn các bác nhá, một camera lùi đầy đủ luôn ạ. 198 triệu thôi, bên em bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Nếu bác nào đúng chân thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như là Zalo của em 0389726738 các bác nhá. Em sẽ quay luôn phần gầm bệ của em nó cho các bác tiện quan sát này. Gầm bệ tương đối là sáng, mới được sơn phủ lớp sơn chống thấm và chống han gỉ mới cứng rồi các bác. Đấy, những cái dòng này thì người ta sơn lại rồi, các bác về đỡ phải làm thôi, xuất sắc luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe nhỏ gọn hatchback về form dáng tàu Hyundai i10 này thì nó rất là ưa nhìn, cũng như là nhìn phong cách của nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đi gia đình thì quá là hợp lý luôn, hoặc là bác nào mà có điều kiện có thể mua em này về thêm để mình chạy dịch vụ kiếm thêm thu nhập ở ngoài, cho thuê tự lái cũng rất là hợp lý luôn. Tàu này nhỏ gọn hatchback mà động cơ 1.0 của tàu Hyundai i10 này thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó loanh quanh đâu đó khoảng 4,5 lít 5 lít trên 100 km ạ, cực kỳ tiết kiệm luôn. Đây, gầm nó không bị gò nắn gì các bác nhé, không bị gò nắn, không bị chảy xước gì cả, không có mối hàn nào cả, toàn bộ hệ thống gầm rất là đẹp luôn. Đấy, không có hiện tượng gỉ dầu gì nữa luôn các bác nhé, và lại không có hiện tượng gỉ dầu luôn, gầm rất sáng và tươi. Đấy, em sẽ lập khoang cốp này, kiểm tra từ cốp cho đến các cánh và sau đó khoang động cơ cho bác tiện quan sát chiếc Hyundai i10. Đấy, 2014 này các bác nhé, với cái tông tôn vỏ nhập ấn này thì tôn vỏ nó cực kỳ cứng luôn. Đấy, em này hình như là bị chốt cửa bắt rồi các bạn. Em mở khoang cốp lên kiểm tra luôn cho các bác này. Nó đang bị trục trặc một chút hệ thống điện bên khoang cốp các bác nhá. Đấy, vấn đề này thì bên em sẽ khắc phục trong phút mốt là xong. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay luôn phần keo chỉ các cánh cho các bác quan sát ạ. Cốp nó bị chắc là nó bị mo ve một số cái đường dây điện, cho nên cái nút cốp điện nó không mở được. Đấy, toàn bộ hệ thống keo chỉ của nó này, sơn trong lòng trắng này, rất là tươi màu luôn, màu rất là sáng và đẹp luôn các bác nhá. Keo chỉ thì theo em quan sát thì hoàn toàn nguyên zin. Cái mặt táp bi của nó này khá là đẹp luôn, dấu hiệu chảy xước hao mòn rất là ít. Hệ thống vân sần của nó nổi khá là tươi luôn các bác ạ. Đấy, từ những cái hệ thống gọi là ốc bản lề của nó trông rất là sáng luôn các bác nhá. Và hệ thống ghế của em này thì bọc lớp ghế da rồi, bọc lớp ghế da
tương đối là đẹp, ghế dường như là không bị nún hay thụt gì cả. Thường thường thì thằng i10 này nó trang bị cho mình hệ thống ghế nguyên bản của nó là ghế nỉ, nòng nỉ ghế da các bác nhé. Xung quanh là da, còn bên trong lòng là nỉ đấy. Còn toàn bộ hệ thống trần của nó vẫn là trần nỉ nguyên bản theo xe. Sàn em này cũng được lên lớp sàn gọi là sàn da rồi đấy, sàn da các bác sử dụng thoải mái luôn, không ngại gì nước nôi hay cà phê nó rớt ra sàn cả, chỉ cần lấy rẻ lau khô cái nào nó sạch sẽ ngay, nó không để lại mùi như cái sàn nỉ các bác nhé. Cái sàn nỉ được một cái rất là bất tiện luôn, nó đẹp thì đẹp thật đấy nhưng mà nó bất tiện cái là nước nôi rớt ra là nó ám lại mùi rất là lâu đấy, các bác đấy phải đi khử mùi hoặc là đi sấy khô hút ẩm. Toàn bộ hệ thống gọi là keo chỉ bên phía cánh bên lái của nó các bác này, keo chỉ cánh bên lái của nó rất là tươi và đẹp luôn, hoàn toàn keo chỉ nguyên zin các bác nhá. Đấy, bên lái và bên phía sau bên lái là hoàn toàn nguyên zin rồi, chưa có mất phân keo chỉ nào cả. Cũng như phần mặt tabi của nó này các bác này, tích hợp cho mình hệ thống gương kính chỉnh điện và công tắc lên xuống kính chắn gió thôi, công tắc khóa tổng thôi, chứ nó không có gương kính cụp xòe các bác nhá, bởi vì nó là bản thiếu ạ, bởi vì nó bản thiếu luôn. Và cửa tiền chỉ có 198 triệu, thoải mái thương lượng, em sẽ lọc lá cho các bác. Kiểu các bác ra mua xe trực tiếp tại chợ Tôn miền Bắc nhé các bác nhé. Địa chỉ của em là km 47 Quang Trung Văn Lão Hải Phòng. Em bác nào rảnh có thể ra trực tiếp bên em, có khoảng đâu đó giữa các dòng email này có khoảng tầm 20 con đấy, 20 chiếc email này có thoải mái cân đối tham khảo luôn, ngắm nghía chọn được em nào ưng ý thì các bác thể là mua em đấy về đi lại quá ok luôn đấy. Toàn bộ hệ thống ốc bản lề nó này, vùng vắn quá là đẹp luôn. Con này hệ thống cabin của nó các bác nhé. Cabin em này thì nó màn hình giải trí của nó là màn hình Full HD thôi, nó tích hợp với cả camera lùi cũng như là cổng nối với cả thẻ nhớ các bác nhá, cổng nối thẻ nhớ và USB, và nó không có gọi là wifi và thẻ khay cắm sim nữa, nó chỉ có bluetooth thôi. Và toàn bộ hệ thống gọi là vô lăng củ số của em này thì nhìn khá là tươi luôn, 2014 mà nhìn chất lượng xe, nhìn cái cabin nó khá là sáng xe các bác nhá. Đấy, những hệ thống vân sần của nó này cũng như phần vô lăng của nó các bác này khá là tươi luôn. Và phần củ số nó cũng thế các bạn, rất là đẹp. Tay phanh tất cả mọi thứ này sáng bóng sạch sẽ quá là tuyệt vời luôn. Đấy, keo chỉ bên lái hoàn toàn nguyên zin. Em sẽ sang bên phụ quay luôn cho các bác, rồi em sẽ quay luôn cái phần gọi là khoang động cơ. Đấy, kiểm tra qua cho các bác tham khảo. Đấy, bác nào mà thiện chí thì ra trực tiếp alo trước cho em. Đấy, thì em sẽ sắp xếp thời gian cũng như là sắp xếp xe để tại bãi cho các bác ra xem, đỡ mất công mất việc, không thì lại trên đường ra mà xe bán mất rồi thì nó cũng rất là ngại với các bác. Toàn bộ hệ thống gọi là mặt tabi phía sau bên cánh phụ của nó này khá là tươi đẹp luôn, keo chỉ thì hoàn toàn nguyên zin các bác. Em này được cái là keo chỉ hoàn toàn nguyên zin. À, và cái dòng Hyundai i10 này thì cũng báo thẳng cho các bác luôn là nó kiểu gì cũng qua một chút dịch vụ. Đấy, nhưng mà chất lượng con xe nó đánh giá qua tổng quan, qua cái nhìn, qua hệ thống máy số các bác cứ thấy thoải mái kiểm tra, đấy, đủ độ chất lượng và nó đảm bảo đủ yếu tố gọi là nhìn nó tươi xe, gầm mẹ nó không bị mối mọt. Và máy số không bị hạ, không bị bỏ ra là quá ok rồi. Còn keo chỉ nhiều khi những dòng này thì nó mất một chút cũng không sao. Nhưng may được cái zin cả xe các bác nhá. Keo chỉ này được cái zin cả xe luôn. Đấy, em kiểm tra rồi, zin cả xe. Sơn zin thì chắc chắn là không được 100% đâu các bạn. Đấy thì các bác cứ thoải mái cân đối. Đấy, mua được thì là quá là ok. Không mua được thì cũng thể ra tham khảo một vài mẫu cho nó thoải mái các bác nhá. Đấy, 198 triệu thôi. Đời 2014, động cơ 1.4 số A 1.0 số sàn này. Mà tắp lô em này cũng nhìn khá là tươi luôn. Với cơ tiền hơn 100 triệu mà gần 200 triệu một chút như này này, lựa chọn Hyundai i10 là đi là quá là ok, quá hợp lý luôn các bạn. Đấy, quá là điều hợp lý luôn. Em này keo chỉ nguyên zin rồi. Giờ em sẽ quay luôn phần khoang động cơ cho các bác quan sát nhé các bác nhé. Đấy, nội thất của nó cũng rất là tươi các bạn. Nội thất là rất là tươi luôn. Được cái là máy số của nó rất là bền bỉ, lành lặn và form dáng đẹp. Cũng như là nó hợp lý với cái ngưỡng cửa tiền là 198 triệu, còn thêm bớt nữa. Đấy, ô đô là 12 vạn các bác này, ô đô 12 vạn. Bởi vì cái dòng i10 bản thiếu này thì khó có thể mà tránh được cái việc là vấn đề nó qua dịch vụ các bạn, khó lắm. Dường như là để kiếm một con như thế thì dường như là bây giờ là nó tuyệt chủng rồi các bạn. Đấy, báo thẳng các bác luôn. Thế không ra các bác xem lại bảo sao lại báo lại trên xe lại tên tư nhân mà lại chạy qua dịch vụ. Thật ra là nó ra tên tư nhân. Thật ra là người ta ra tên tư nhân rồi, ra tên tư nhân từ rất lâu rồi. Cái biển này là ra từ rất lâu các bạn, tại ra từ 2017-18 rồi là ra cái biển này rồi. Đấy, thì người ta ra tên tư nhân rất là lâu rồi, cho nên là người ta cũng tu sửa thêm bớt vào rất là nhiều để làm lại xe rồi. Nên là các bác mua về đi rất là hoàn toàn yên tâm luôn. Đấy các bạn, đấy nhìn cái khoang động cơ của nó này. Động cơ nó rất là tươi và đẹp luôn các bác nhé. Động cơ rất tươi đẹp luôn, cái gioăng cò thì là có qua xử lý, có làm lại rồi. Còn đâu là
những cái keo vách ngang của máy nó còn nguyên, và phần ốc, con ốc ở phần gọi là cái phần củ phát này các bác này là cũng làm lại rồi. Đấy, báo thẳng các bác luôn, cái ốc củ phát này làm lại rồi. Phần ốc chân máy là và phần keo mặt máy là còn nguyên các bác nhé. Keo vách ngang của máy nó còn nguyên, chưa có động gì khoang máy cả. Đấy, chỉ làm lại xử lý lại mấy cái thứ gọi là nó hay bị trục trặc vặt thôi. Và doang rỉ dầu thì thỉnh thoảng các bác đi thì một vài năm thì nó xuống là nó rỉ dầu ra, các bác làm lại thì nó đỡ rỉ dầu thôi, chứ không vấn đề gì, nó không động tổng quan khang mà khoang máy các bác nhé, chỉ động mặt trên thôi. Đấy, toàn bộ hệ thống là tai đèn đầu ra, ngụ giảm sóc của nó này khá là tươi đẹp luôn, kéo chỉ nắp capo cũng thấy hoàn toàn nguyên zin. Đấy, cửa tên 198 triệu, khá là đẹp luôn. Máy số thì nổi lên máy, gần như là nó không có hiện tượng gì gọi là tiếng gõ động lạ cả. Đang đóng lốc điều hòa các nhé, đang đóng lốc điều hòa đâu, máy nổ êm thật. Máy được cái máy chất như là keo chỉ các cánh là nguyên zin, nội thất cực tươi. Đấy, cửa tiền 198 triệu bác nhé, cho mẫu nhỏ gọn hatchback Hyundai i10. Phản thiếu bác nào đúng chân thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại cũng như Zalo 0389726738 ạ. Và bác nào mà xem qua video của em lần đầu tiên thì cho em xin một lần đăng ký, bật chuông thông báo các bác nhé, để em liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày tại địa chỉ của em là chợ Tô Cũ miền Bắc, km 47 Quang Trung, An Lão, Hải Phòng. Vâng, cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị bạn ở video sau ạ.